Thưa quý vị và các bạn, để thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển, Chính phủ đã đề ra 3 giải pháp đột phá gồm đột phá về thể chế, đột phá về nhân lực chất lượng và phát triển hạ tầng công nghệ. Trong giải pháp đột phá về hạ tầng công nghệ, chú trọng đẩy mạnh đột phá trong ngành công nghiệp hỗ trợ để nâng cao sức cạnh tranh, chủ động nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp hỗ trợ trong nước. Hiện nay, doanh nghiệp sản xuất linh kiện công nghiệp hỗ trợ Việt Nam có năng lực khá tốt tại một số lĩnh vực như là khuôn mẫu các loại, linh kiện cơ khí, dây cáp điện, linh kiện nhựa, cao su kỹ thuật. Thêm vào đó, nhu cầu của thị trường công nghiệp hỗ trợ rất lớn, nên nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư mua công nghệ của doanh nghiệp nước ngoài để nâng cao năng lực sản xuất, chú trọng phát triển các dòng sản phẩm chất lượng, phục vụ doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI hướng vào xuất khẩu. Theo Hiệp hội Cơ khí Việt Nam, trong lĩnh vực xuất khẩu, Hiệp hội kỳ vọng rất lớn vì các nước công nghiệp phát triển đang tìm kiếm sản phẩm chất lượng với giá hợp lý. Với lợi thế các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ sản xuất tại Việt Nam có giá cả cạnh tranh, chất lượng, quản trị doanh nghiệp tốt, sẽ là cơ hội lớn để doanh nghiệp tham gia xuất khẩu với khả năng cạnh tranh cao. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước đã nâng cao năng lực sản xuất, tiếp cận công nghệ mới, nâng cao trình độ quản trị, năng lực cạnh tranh, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Các doanh nghiệp nước ngoài cũng đang trong quá trình rà soát các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đáp ứng được những tiêu chí tiêu chuẩn để tập đoàn nước ngoài chọn làm nhà cung cấp. Từ năm 2012 thì trung tâm đã cử một cái nhóm từ cán bộ sang bên Nhật và Hàn để đào tạo. Thì đào tạo về thiết kế và chế tạo cái thân vỏ xe ô tô. Như bạn biết đấy, từ về để mà làm được thân vỏ xe ô tô thì nó có hàng nghìn cái chi tiết, và từ bộ nhỏ thì ghép lại thành cả một thân vỏ xe ô tô để tổ chức lại thành một cái dây chuyền lắp hàn thân vỏ xe ô tô. Qua một thời gian học tập và làm việc cùng họ thì mình đã làm, họ đã chấp nhận được cái người của mình, và mình sản phẩm của mình ấy, từ thiết kế đến chế tạo đã làm và người ta đã tiêu thụ, và mình đã xuất khẩu được các sản phẩm thiết kế và chế tạo sang bên Nhật, Hàn, và các sản phẩm đấy cũng còn xuất khẩu được sang cả Mỹ và Thái Lan nữa. Gần đây thì trên cơ sở mà mình làm được các cái hãng xe lớn Toyota, Honda thì các cái đối tác trong nước cũng đã biết đến, và gần đây thì VinFast cũng đã biết đến và cũng đã giao cho viện một tin tưởng giao viện một số việc, và hiện nay thì các cái công việc đầu tiên ấy mình đã thiết kế chế tạo và lắp ráp tại nhà máy VinFast và đang chạy thử. Thì ngay cả các cái chuyên gia nước ngoài ban đầu còn nghi ngờ về người Việt Nam thì bây giờ họ cũng phải suy nghĩ lại. Và thực tế sản phẩm mình làm đấy mình hoàn toàn chạy tốt và cũng không thua kém gì sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài. Tại Viện Nghiên cứu Cơ khí, đơn vị thuộc Bộ Công Thương, để đáp ứng yêu cầu về phát triển công nghiệp hỗ trợ, Viện duy trì và phát triển các quan hệ hợp tác nghiên cứu, sản xuất với các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước để phát triển hoạt động tư vấn, thiết kế, chuyển giao công nghệ, sản xuất thiết bị, phụ tùng. Các hoạt động về công nghiệp hỗ trợ của Viện thực hiện thường có giá thành phù hợp và có giá cạnh tranh hơn so với việc phải nhập khẩu từ nước ngoài. Đối với nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1, thì Viện cung cấp được cái lọc bụi tĩnh điện với cái mức độ nội địa hóa vậy là lên đến được trên 90% là sản xuất trong nước. Và đặc biệt là trong lọc bụi tĩnh điện thì cái bộ phận mà khó nhất của lọc bụi tĩnh điện quyết định cái sự thành công, khó về mặt công nghệ, đó là cực lắng. Trước kia thì là cực lắng mình phần lớn là nhập ngoại đối với các dây chuyền mà nhập khẩu đồng bộ, thì cả trong nước cũng có làm nhưng mà nó không đạt yêu cầu. Thì đối với Thái Bình 1 là toàn bộ cái phần cực lắng trong lọc bụi tĩnh điện là do Viện sản xuất. Với cái sự thành công của lọc bụi tĩnh điện trong Thái Bình 1, nó cũng khẳng định một điều là nếu như chúng ta có được cái sự hỗ trợ về khoa học công nghệ, một cái cách tiếp cận nó hợp lý, thì chúng ta có thể làm được bằng cái năng lực trong nước của mình. Tuy nhiên, theo lãnh đạo của Viện Nghiên cứu Cơ khí thì khó khăn đối với Viện hiện nay đó là nhiều lúc nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp cho các đề tài khoa học công nghệ phát triển công nghiệp hỗ trợ từ ngân sách còn chậm so với kế hoạch, nên rất khó khăn trong việc thực hiện cũng như là tiến độ theo quy định. Phát triển công nghiệp hỗ trợ trong nước thì chúng ta cần phải ưu tiên đầu tư về một số cái lĩnh vực sau. Thứ nhất là về kinh phí để mua và tiếp nhận chuyển giao công nghệ cho các hệ thống thiết bị lần đầu được sản xuất trong nước. Thứ hai là về cái cơ sở vật chất và các cái thiết bị hỗ trợ để sản xuất các cái sản phẩm hỗ trợ. Tôi lấy ra một cái ví dụ thì vừa rồi thì chúng tôi cũng làm với VinFast một cái
hệ thống thiết bị các đồ gá và dây chuyển lắp ráp ô tô đấy, thì cái mà chúng tôi thiếu ở đây là cái phần mềm CATIA để mà thiết kế. Cái thứ ba là cái nguồn nhân lực, chúng ta phải đào tạo được cái nguồn nhân lực đáp ứng được cái yêu cầu của cái công nghệ cao để sản xuất các thiết bị công nghiệp hỗ trợ. Ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam hiện nay quy tụ khá nhiều các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Do nguồn lực còn hạn chế nên ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam nói chung và đa phần các doanh nghiệp trong lĩnh vực này nói riêng đang đứng trước rất nhiều khó khăn và thách thức. Vì thế rất cần những giải pháp thiết yếu về nguồn vốn, tài chính ưu đãi, hạ tầng và mặt bằng nhà xưởng để giúp họ tăng cường đầu tư vào sản xuất và công nghệ. Đồng thời, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và định hướng tìm kiếm thị trường cũng như đầu ra cho sản phẩm. Dù doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ chủ động tham gia chuỗi cung ứng, nhưng thực tế để phát triển công nghiệp hỗ trợ trong dài hạn, doanh nghiệp cần chính sách ổn định, xuyên suốt để có điều kiện chủ động căn chỉnh chiến lược phát triển bền vững.